Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn Family. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt hai mẫu quần lửng, lưng thun của nữ trên cùng một công thức. Mẫu đầu tiên của mình là gấu bằng nhé. Hai bên sườn của mình có hai túi, chéo ở phần sườn. Giờ sang mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai của mình là mình có ba cái ly ở phần sườn quần. Và có hai túi chéo. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt hoàn chỉnh hai mẫu quần này. Số đo của mình dài quần 50, vòng bụng 72, vòng mông 88 và vòng gối 32. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt thân trước của quần trước. Mình cắt tiểu quần thứ nhất nhé. Các bạn kẻ giúp mình một đường thẳng này. Dài quần 50 các bạn cộng cho mình 6 cm vừa cạp vừa gấu này. Là dài quần của mình 56. Các bạn gióng sang đây cũng 56 này. Kẻ luôn giúp mình. Tính giúp mình đường hạ mông nhé. Vòng mông của mình 88. Các bạn chia 4 thì bằng 22. Cộng với 3 cm cho mình thì bằng 25. Hạ mông giúp mình 25 nhé. Tính giúp mình đường rộng ngang mông. Vòng mông của mình 88. Chia 4 thì bằng 22. Cộng cho mình 4 cm thì bằng 26. Rộng ngang mông cho mình là 26. Vào cửa quần 4 cm, các bạn gióng thẳng lên. Check vào cho mình 2 cm này. Từ dưới lên các bạn lấy cho mình 7 cm. Lối vào cho mình. Đừng chéo là các bạn chia đôi nhé. Đoạn này các bạn chia 5 lấy 2 cho mình. Chia 5 lấy 2 nhé. Rộng ngang mông của mình là 26, các bạn chia 2 bằng 13 này. Vòng gối của mình 32, các bạn chia 4 thì bằng 8. Vì vải nó rất là giãn nhé, các bạn lấy 8 cho mình. Sau đó các bạn lối giúp mình từ đường rộng ngang gấu lên đường rộng ngang mông. Bên này các bạn lối lên đây cho mình. Và khi cắt những cái phần này các bạn sẽ lua cho mình 0,5 này. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Phần gấu các bạn cắt rời ra cho mình. Đè luôn giúp mình 2,5 đến 3 nhé. Cái phần này các bạn để nguyên cho mình nhé. Cắt xong thân sau thì mình sửa. Để cắt thân sau quần nhé. Các bạn để thân trước lên. Và đo giúp mình từ đây ra đây nhé. Cũng là 13 này. Đo giúp mình từ đây ra đây cũng bằng 13 nhé. Tính rộng ngang mông cho mình. Từ đường rộng ngang mông của bạn đấy cho mình 0,5. Và từ cái điểm 0,5 này, từ đường rộng ngang thân sau là các bạn lấy ra cho mình 5 cm. Lấy vào đúng thân sau cho mình 7 cm này. Từ ngoài này vào các bạn lấy cho mình 2,5. Lối vào đây cho mình. Các bạn đánh đây cho mình 3 ly nhé.
và đo giúp mình từ đây ra đây dài bao nhiêu, để bên đằng này để mình lấy này. Các bạn để đằng ống quần rồi bấy nhiêu cho mình. Từ điểm rộng ngang cặp quần này các bạn rông cho mình 2 cm. Rông đũng quần thân sau cho mình 2 cm nhé. Từ dưới này lên lấy cho mình 8 cm. Lối vào cho mình. Đừng chéo đâu, các bạn chia đôi. Lối đây. Các bạn lấy vào cho mình 1/2 là mình được vòng đũng của thân sau nhé. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của quần này, các bạn cắt giúp mình. Quên. Cắt cho mình theo thân đằng trong này, các bạn cắt cho mình theo thân trước là được. Và cái phần quần này nhé, các bạn sẽ để lại cho mình, tí mình cắt rời ra sau nhé. Các bạn cắt sang kiểu quần thứ hai cho mình, mình không cắt rời ra nhé. Các bạn cắt xong quần thứ hai thì mình sẽ cắt rời cái phần này ra sau. Để cắt kiểu quần thứ hai, các bạn đặt kiểu quần thứ nhất lên nhé. Để cắt kiểu quần thứ hai, các bạn đặt kiểu quần thứ nhất lên. Từ điểm này các bạn lấy cho mình 6 cm. Nhớ là lấy 6 cm cho mình nhé. Để mình xếp ly. Và từ cái mép này các bạn sẽ lấy vào cho mình 1 cm. Sau đó các bạn lối lên cho mình. Và nhớ phải lấy vào cho mình nhé, không tí mình mặc nó bị thừa. Các bạn nhớ phải lấy vào cho mình từ 1 đến 1,5 nhé, không tí nó bị thừa nhé. Còn là bên mép đằng này các bạn sẽ may cho mình như thân quần này là được. Từ điểm này các bạn lối lên đây. Từ điểm này các bạn lối lên đây. Và cái phần bên trong là các bạn sẽ cắt theo thân bên đây cho mình là được. Cái phần gấu dưới nhé, các bạn sẽ le cho mình 1 cm. Cắt dài cho mình nhé. Cắt xong này các bạn sẽ gập vào cho mình. Các bạn cắt thân sau cho mình luôn. Để cắt thân sau của quần nhé, các bạn đặt cho mình thân sau lên. Từ điểm này các bạn sẽ lấy vào cho mình 1,5. Nối lên đây cho mình. Và từ cái mép này các bạn lấy cho mình 6 cm nhé. Mình gập làm 3 ly thì mỗi ly của mình là 2 cm. Kéo lên cho mình. Các bạn mua cho mình 1 cm nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của quần. Đoạn này các bạn sẽ cắt cho mình theo dưỡng này nhé. Cắt xong này, các bạn cắt rời cho mình cái phần này ra.
cả bốn thân quần luôn. Thân bên đây các bạn cắt rời cho mình nhé. Dài túi bạn lấy 28, rộng các bạn lấy cho mình 17 đến 18 nhé. Sau đó các bạn đặt thân trước của quần lên. Các bạn đặt thân trước của quần lên nhé. Phần sườn này các bạn cắt cho mình cái lót túi theo sườn quần. Từ đây đến đây các bạn lấy cho mình 6 cm. Các bạn đánh vào đây cho mình. Đoạn này các bạn mít tròn cho mình là được. Rộng mình túi 5, dài mình túi các bạn để cho mình 17. Lối vào cho mình. Đoạn này các bạn đánh cong vào cho mình là mình được miệng túi nhé. Cắt giúp mình. Sau đó lấy bốn thân trước của hai quần cắt cho mình miệng túi theo cái lót túi này là được. Dài chun các bạn cắt cho mình 27 gấp đôi. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt xong hai kiểu quần cùng một số đo. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.